Thưa quý vị, xác định cung cấp và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Huyện Bát Sát đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính công, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để người dân không chỉ tiếp cận mà còn trực tiếp thực hành với dịch vụ công trực tuyến, các xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Thành viên của tổ đến tận hộ gia đình, thôn bản, tổ dân phố để hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký giấy khai sinh cho trẻ bằng dịch vụ công trực tuyến. Chúng tôi thường xuyên đến các thôn bản và các hộ gia đình hướng dẫn cho bà con nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh, từ đó giúp cho bà con nhân dân đỡ mất thời gian đi lại nhiều và được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Làm cái công nghệ số này thì tôi rất là thấy là nó tiện lợi, vì ở gia đình tôi cũng sẽ làm được và gửi về xã, thì trong khi đó là xã lại gửi cái giấy chứng thực đó về cho gia đình hoặc là tôi trực tiếp lên xã lấy. Sáng tạo trong thực hiện, đầu năm 2024-2025, huyện Bát Sát tổ chức tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên các trường trên địa bàn. Từ đây, các trường sẽ triển khai tới học sinh. Đã thực hiện các thủ tục hành chính của nhà trường trên dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời thì chúng em cũng đã hướng dẫn học sinh thực hành trên các thiết bị thông minh để cho các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực này, vận động cũng như hướng dẫn những người thân trong gia đình cùng thực hiện ạ. Triển khai đồng bộ các giải pháp từ đầu năm đến nay, huyện Bát Sát đã cung cấp 226 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đảm bảo 100% theo danh mục tỉnh ban hành. Tiếp nhận trên 15.500 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 15.000 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Dịch vụ công trực tuyến đạt gần 85%, thanh toán trực tuyến đạt trên 87% và số hóa hồ sơ đạt gần 80%. Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền cho toàn thể 100% các cái hộ dân hiểu rõ về cái quy trình, các cái bước để thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến là đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Thứ hai là chúng tôi sẽ tạo mọi cái nguồn lực liên quan để xây dựng cái hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã, rồi các cái thôn bản, khu dân cư. Giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến tại huyện Bát Sát không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân mà còn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn.